nói giờ tao mở vỏ nha. Ôi mở đi, đứa mở đi. Cái nó mở phòng tia ra, nó móc ra nó kéo một đống bùn xì tao mới quăng vô sáng. Nó bày ra trước bình dân thiên hạ luôn mày, trời ơi quê quá trời luôn. Thầy luôn, thằng này nó khôn sao nó biết bùn xì mặt rồi mấy em. Nó bươi ra được mà nó không bỏ vô được. Tao mắc cỡ nhất là cái đó, anh nói thiệt anh mắc cỡ anh quê nhất cái đó đó. Cũng hên là anh mặc toàn là xì cây không á nha. Gặp mấy thằng khác mà nó mặc đồ cũ cũ mà đâu lủng lủng chắc không đổi quần đi luôn á chứ thiệt á. Quê bạn, cái cảm giác bị đứng lại vịn người ta hỏi hỏi này nọ kia rồi nó hồi hộp lắm. Không biết nó bắt mình tội đẹp trai quá không nữa. Đó, hiểu hiểu tao đây chưa, hiểu chưa? Thánh địa thể hình, thiên đường giúp mỹ, gym chúa ngao du, giao lưu thần tượng, hợp đồng triệu đô, kết nối bang giao Việt Mỹ, doanh nhân trẻ Việt Nam, Duy Nguyễn, THOL. Xin chào mấy em. Anh Duy xin kể lại cho mấy em nghe một trong những vết khuất của cái chuyến đi Mỹ của anh. Wow. Mà không dám nói nghe đó. Nó nghe rất là mắc cỡ nè. Anh Duy mà đẹp trai nè, phong độ nè, mà đi qua bên đó bị cớm úp sọt hai lần. Cớm là gì? Cảnh sát đó bà. Đố mấy em úp sọt anh gì? Quê lắm em. Lúc đó là cái mặt của anh ngượng chín người luôn á. Mắc cỡ lắm luôn á. Nhất là cái lần số 2 á mấy em. Lần số 2 mắc cỡ cực kỳ, mẹ muốn độn thổ luôn. Quê giả mang luôn. Không phải là anh bị bắn tốc độ, mặc dù anh chạy xe bên Mỹ cũng rất là hổ báo cáo tròn mấy em. Bằng quốc tế. Bằng quốc tế của anh thuê xe là 3 chiếc, 3 chiếc 4 chiếc gì đó. Để nhớ là coi, lần đầu tiên là con xe Forerunner, rồi con Mạc, rồi con Ford, rồi con Camry, 4 con. Chạy cũng hổ báo cáo tròn trên những nẻo đường của Mỹ, trên những cái đường cao tốc của Mỹ mà công an không bắt. Vậy mà anh bị úp sọt hai lần luôn. Mà hai lần này nó quê mà cố luôn, biết bao nhiêu người nhìn luôn đó em. Mắc cỡ. Đúng không? Lần đầu tiên là cái gì? Lần đầu tiên á là anh đi đâu ta? Từ Texas. Từ Texas là cái sân bay mà Dallas Fort Worth. Anh bay qua Cali là lót. Lần đó anh bị núm hai lần. Lần này là mấy em nghe lý do bị núm là mấy em tăng kinh nghiệm nha. Nhất là dành cho Zimmer. Bị núm gì biết không? Nope. Khi mà anh đi qua check in á, gặp cớm nó bắt. Nó tưởng anh tuồn corona, cái lộn lộn. Ám ảnh nè. Ám ảnh cái con corona hôm nay. Lúc đó là chưa có con corona, nó tưởng anh tuồn cái gì đó. Bắt đúng cái hộp rồi luôn. Bắt đúng cái hộp rồi luôn. Tất cả mọi thứ á, anh đều bỏ trong gọi là hành lý sách tay của anh, cái vỏ THOL huyền thoại đó mấy em. Mấy em biết vỏ THOL huyền thoại không? Yes. Không biết mấy em media chèn cho biết, vỏ lợi hại lắm. Cái vỏ đó nó có hai tính năng, một là đi tập gym, hai là đi du lịch. Mà anh là gì, là gymmer du lịch thì cái vỏ đó nó quá tuyệt vời. Tất cả những quần áo rẻ tiền, đối với anh rẻ tiền thôi. Anh bỏ vô cái vali ký gửi, tất cả những súp anh bỏ trong cái vỏ sách tay. Mà nói chung là tại sao vậy, tại vì cái nói chung là cái hàng không bên Mỹ nó khốn nạn vậy đi. Tôi chưa thấy cái hàng không nào mà thật sự anh đi hàng không nhiều nước rồi chưa có thằng nào nó lũ đạn như bên Mỹ. Không phải là chê, nhưng mà phải cho anh trình bày cái quan điểm cho anh nói có góp ý, đúng không em? Yes. Đúng không? Bây giờ mấy em hứa không giận đi anh nói. Đúng không? Thí dụ như bây giờ mình đi hàng không á, ở Việt Nam mình quen rồi, hoặc là một số nước mình quen rồi, cái hành lý mà ký gửi á là nó tính ký, đúng không? Còn thằng quỷ thằng bên Mỹ nó vừa tính ký mà nó vừa tính kiện. Nó vừa tính ký mà nó vừa tính kiện luôn. Đúng không? Bình thường ví dụ như anh đi bên châu Âu á, anh bay á, này nọ kia, đi qua bên Singapore anh bay á, Nhật rồi đó, là cái hành lý nó cho 30 ký. Mà đời này tôi xài hết 30,
cái hành lý ký gửi của anh chừng là 11-12 kg vậy. Rồi cái vỏ của anh chừng 60 kg, nó hai cái cộng lại chưa tới 20 kg. Mà anh đi bên Mỹ, anh đi cái hãng American Airlines đó mấy em. Nó cho anh có một kiện một. Nó what the hell. Chắc có mới mua vé ngu hay sao chả hiểu nữa. Thì mua vé này nọ đó. Nó hỏi là có nhiều khi lỗi mình hay lỗi nó ta. Nói chung á, thì anh mua vé để coi anh trả tiền vé xong rồi anh trả tiền hành lý. Tiền hành lý anh nhớ điện số 2 mà ta. Anh điện số 2 kiện. Tổng ký anh như 40 hay nhiêu á, không nhớ nữa. Cũng có thể là lỗi của anh. Cũng có thể là lỗi của anh nha. Nói chung mà lỗi ai not remember đi. Không nhớ nổi. Tóm lại là anh đi, anh đi tới đó, anh vô gặp nhỏ customer service, anh làm cái sau khi mà chúng ta gọi là check in online, chúng ta check in trên cái máy á, điền hết thông tin vô gặp nhỏ customer service. Là con nhỏ nó kéo cái chuyện hành lý của mình vô, nó cân kiết gì đó. Nó cho một kiện, nó bắt cảnh sách một kiện, nó nói cái này nhỏ mày xách đi. Mà tao làm biến sách. Tao làm biến lắm. Anh đi anh mang cái túi nhỏ xíu của anh vậy nè. Đó, anh mang cái túi nhỏ xíu của anh vậy nè. Thì anh sách thì ok. Còn bây giờ bắt cầm cái đó đâu cần đâu, lên máy bay em phải sắp uống. Ủa, tôi bay từ đâu? Tôi bay từ Dallas qua tới Los mà, nó gần mà. Có 2 tiếng mấy 3 tiếng thôi. Tôi đâu cần phải pha súp đâu. Đó, mà nó bắt nó nở lòng nào nó bắt anh cầm cái vỏ đó. Mà cái sân bay của Dallas Fort Worth nó rộng thấy luôn, sắp cũng gãy tay với bộ giỡn hả ba. Đồ mấy cái con đồ bò ha. Ác giả man luôn á. Cái vỏ gần 7 kg sách vậy nè. Sách vậy nè. Đi trong cái sân bay Dallas Fort Worth nó bự gấp mười mấy lần cái sân bay Tân Sơn Nhất nha. Ác vậy đó. Cái này nữa mới quê. Xong rồi anh lên tới cái đoạn mà chuẩn bị vô khu an ninh đó mấy em. Chuẩn bị vô khu an ninh là gặp cốp rồi. Cốp là công an á. Xong rồi cái con nhỏ kia nó chắc là nhân viên thôi à. Nó làm khó anh thêm phát nữa. Anh đeo một vỏ nhỏ nhỏ như cái vỏ mà nhỏ gái anh bỏ điện thoại đó với tiền đó. Với cái vali, cái bao mấy cái ba lô của THL anh cầm đó. Nhớ không? Xong rồi cái nó tới nó nói anh là no one, not two, one, not two, push more into lock. Cái gì vậy mày? Xong cái hồi cái gì á, à hiểu rồi. Ý nó nói á là nó chỉ cho cầm một vỏ thôi, hai vỏ không được. Vậy nữa đó, ghê không? Nó cho cầm một vỏ thôi, hai vỏ không được. Vậy thì giải pháp là mày phải bỏ cái vỏ nhỏ của mày vô cái vỏ lớn rồi mày xách cái vỏ lớn. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Tức là cái vỏ anh đeo đây nè, nó kêu anh bỏ cái vỏ này ra, xong kéo không có tia cái vỏ lớn đó, xong rồi bỏ cái vỏ nhỏ vô vỏ lớn cầm sách. Rồi, hiểu rồi gì? Yes. Quá tao mệt với mày rồi đó. Xong rồi cái vỏ đó anh để, xong anh để trên cái khu để lúc mà giày vớ lột đồ lột áo lột trên địch đó mấy em. Để cái vỏ vô cho nó chạy qua cái băng chuyền, xong nó chạy ra băng chuyền đó là nó chạy thẳng là ok, thì nó chạy cho nó quẹo qua bên đây. Ồ, thấy mẹ rồi. Thấy nó quẹo bên kia là biết hàng bị kiểm nè mấy em. Xong rồi có con police nó ra, nó móc móc hàng, nó hỏi là do chỉ cho nè. Oh yes, my. Cái hỏi của mình hả? Ờ phải, của tao đó. Xong rồi nó lôi ra 4-5 cái. Có liền bộ ba hoàn cảnh nữa. Đi bộ trắng đen rồi lôi sạch hết, nhìn. Xong rồi cái này nó lôi ra nó nhìn. Này tao nóng rồi nha. Tao nóng rồi đó. Tao nói nhìn cái đầu mày, mày đi, mày đuôi hả mày? Tao thấy chữ Amenolin không? Mày thấy chữ RSB không? Mày kéo xuống đây mày thấy chữ là Supplement không? Rồi mày kéo qua đây để mày thấy mắt in USA không ba? Hàng nước mày sản xuất ra mày còn nhìn nữa. Cái này thông cảm đi bạn. Nói chung là tại cái máy nó ngu quá, nói chung là lỗi máy mà lỡ người, giờ tôi biết rồi. Xong rồi cái nó lấy cái gì đó bò dán vô để bập vậy. Quá là hải quan Mỹ khó như chó. Đúng không? Tôi đi chưa có nước nào bị dính. Quê bạn. Cái cảm giác bị đứng lại dịnh, người ta hỏi này nọ kia rồi nó hồi hộp lắm. Không biết nó bắt mình tội đẹp trai quá không nữa. Đó, hiểu tao đây chưa, hiểu chưa? Nói chung là cái này Duy làm một video rồi. Đúng không? Khi mà bạn gặp thằng nào nó hỏi Duy bị Ý, bên Ý một lần. Duy tưởng nó thằng Ý là cái thằng nó chuẩn bị nó chết tới nơi rồi, nó tào lao không nói. Xong mình đi qua thằng Mỹ, thực phẩm bổ sung mày sản xuất mày bán ra thế giới, tao nhập về tao lắm thế chết mẹ chết cha tao luôn.
xong rồi tao phải cầm qua bên Mỹ tao uống nữa. Mà nở lòng nào mày bụp tao phát một ngay đây. Buồn chứ bạn, buồn lắm luôn á. Nhưng mà nói chung đó là cái problem thôi, cái hiểu lầm thôi. Rồi xong rồi nó lấy cái dung dịch gì nó thay vô tay như nè, xong rồi nó quất vô đầu rồi nó đưa đi, rồi ok, good to go. Go good good thì con khỉ không good nổi rồi, không good nổi, sốc rồi. Thì theo các bạn có buồn không? Tôi buồn á, tôi buồn chứ, đúng không? Nhưng mà thôi kệ đi, mình qua nước ta mình chịu thôi nha. Một lần bị cóp bắt, cóp officer á, bắt ở bên Mỹ hình như là cảnh sát, nó chung chung nó không hiểu nó là người này làm cảnh sát giao thông hay là hình sự hay là khu vực hay là an ninh, nó chung chung nhau nó không biết gì. Cứ nạm cóp đó, nó sức mình phát cóp sống quách mà ú bụng mỡ không. Thằng kia nó ngu này à, đúng không? Gặp cái đẹp trai đó có tập gym là nó biết rồi. Thằng này thiệt tình nó biết đọc chữ, hên là police nó biết đọc chữ chứ có đi học đó, nó mới biết cái này là supplement này nọ. Không nó vô nó thử ma túy nó thấy bà nội luôn rồi. Đó là một mấy em. Lần sau anh đi từ Lod, anh bay qua bên Orlando là bờ gì, bờ Tây với bờ Đông, phi trường Los Angeles anh bay qua Orlando, anh rút kinh nghiệm rồi, anh hiểu Mỹ kỳ này mày chơi vậy đúng không? Ok được, tao gom hết tài phòng bổ sung, tao bỏ vô cái hành lý ký gửi, làm mày đâu có hỏi tao nữa. Ê mày thông minh quá, like cho anh ghi với em, thông minh không? Lần này anh đem hết tất cả những tài phẩm bổ sung của anh bỏ vô hành lý ký gửi, anh kéo vali là anh móc khóa lại, đó mày kiểm đi con, mày khỏi hỏi tao nữa, tao khôn mà. Chim chúa mà đâu có ngu đâu ba. Tao bỏ hết tất cả những cái đồ của anh, đồ mặc á, vô hành lý xách tay. Không lẽ bây giờ mày nhìn cái quần áo mày không biết mày đi mày hỏi tao nữa. Đó. Xong rồi bay qua phi trường Lod, xong rồi cũng tới khu an ninh. Nó bắt đầu bập chôn cây trang nữa ông nội. Chúa má mày chơi ngoài vậy mày. Trời ơi trời. Má bên Mỹ á, thật ra kiểm cử kỹ lắm em. Vô rồi bắt đứng như nè, giơ nách lên nha, không được kẹp nách. Ồ giấu hai súng trong nách hay gì á. Đứng lên giày, xong cái máy quét của nó quay vòng. Xong rồi cái đi ra ngoài đây, cho con kia nó nhìn phát nữa. Nó nhìn xong rồi nó cho mình qua. Còn mấy con nhỏ con gái hả, đã lắm. Mấy nhỏ con gái mà đứa nào mà nó nét nó làm bolip là ngon nha. Con gái nó đứng vậy nó giống mình vậy nè. Xong nhưng mà hồi ra là bảo đảm bị mò. Con gái 100% là bị mò luôn. Nó nói là nó sẽ lịch sự lắm. À xin lỗi, mày cho phép tao đụng vô người mày nhé. Nó hỏi mày vậy thôi chứ mày đâu quyền trả lời, mày chỉ dép thôi chứ sao mày nô được. Police nó hỏi vậy đó. Thí dụ anh là con gái đi, xong rồi có nhỏ Mỹ đen, Mỹ mẻ gì đó không biết nữa, nó là cũng là police nữ. Nó chạy lại, nó đứng trước mặt anh, nó hỏi rồi: xin lỗi, mình sẽ bóp, mình sẽ bóp bạn nhé. Xin lỗi, mình sẽ mò và rờ bạn nhé. Đó. Thì bạn chỉ quyền, có quyền trả lời là yes, no problem thôi. Chứ không có nói là nó là không được, tao không cho mày đụng à. Ok, không đụng mày vô phòng với tao còn thấy mẹ nữa. Nó đụng nó sẽ mò béo. Đó, nó mò vậy. Tao thấy cấn, nó lấy tay thọt vô đây. Không cấn thì thôi, nếu mà béo nào mềm mới ok. Anh nghĩ vậy thôi chứ anh đâu biết đó, cách kiểm tra làm sao, thấy nó mò à. Bụp bụp đây, xong nó mò này, đây xong đây, nó bóp mông, nó bóp mông, rồi xong ở đây, có tình có thấy con nhỏ kia nó móc vô đây luôn. Ủa mò kinh lắm ba. Nói chung là cái an ninh bên Mỹ nó kiểm tra kinh lắm. Mà thôi đó, chuyện của con gái nha, xin là làm gái thì bị thiệt rồi. Bây giờ qua phần của anh, nó kiểm cái gì, bây giờ tưởng tượng, không, tao cũng chả biết nó kiểm cái gì luôn nữa. Ồ má quách là heo mà kiểm gì vậy. Xong rồi thằng cảnh sát kia nó lịch sự nói rồi, ok, vỏ này của mày phải không? Được đúng, nói về tao mở vỏ nha. Ai, mở đi, good, mở đi. Cái nó mở phòng của tia ra, nó móc ra nó kéo một đống một xì tao, mới quăng vô sáng. Nó mày ra trước bình dân thiên hạ luôn mày, quá quê quá trời luôn. Thầy luôn, tao một đống quần xì luôn, áo ba lỗ gì đó. Anh bỏ trong cái vỏ đó mà, vỏ của anh. Nó móc ra, mà quần mặc rồi nha. Hồi sáng anh chưa kịp thay mấy em. Quá thầy luôn, không phải sáng chưa kịp thay mà anh ở trong khách sạn anh ra buổi sáng là anh đi ra phi trường luôn.
thì anh thay đồ, anh quăng đồ dơ của anh vô đó đó, thì anh tính là tới Orlando anh giặt, cái chuyện nó hợp lý không à, anh bỏ vô đó mà nở lòng nào nó bươi nguyên đống ra, nó má mày bươi mày cất mày tính tém vô, mà cái thằng đó cũng vô duyên nữa em, đúng không? Đáng lẽ là người ta dán lên rồi ta kéo kéo ra thì ta nhìn đó được rồi, nó cầm của anh nó quăng ra giữa bàn luôn, cái bàn giống như nè, cái giỏ nằm đây, nó bươi quăng đùng đây, xong rồi cái nó kiếm gì, thấy cái hộp này, à đủ, cái hộp này là nhân chứng số 2, hộp này, quán này mày bị giấu súng hả mày? Có súng đây nè. Nhưng mà Duy nghĩ, nếu mà giấu súng thì máy quét thấy hết rồi đúng không? Yes. Xong cái nó ngồi nó coi như vậy. Coi như vậy. Nó quăng xuống, à nó quăng mấy quần tao giống vậy á. Nó quăng như vậy nè. Xong rồi cái nó coi lên như vậy. Gì đây? Cái gì BBT hả? Cái gì? Top International Distributor hả? Cái gì? We are proud gì and honor to share gì? Này, cái này của Du à? Nó lấy tao đấy. Mày BBT à? Sure. Oh really? BBT, đây điện thoại đây, BBT của tao. Oh really? Chúc mừng nha. Trời ơi. Cất vô nhẹ nhẹ, giờ nó thay đổi thái độ của em. Nó thấy cái này của anh nó thay đổi thái độ. Cất vô. Làm nhẹ nhẹ vô. Xong rồi cái nó good to go tao lần nữa. Xong rồi nó nói, rồi chúc bạn đi một chuyến đi vui vẻ hạnh phúc. Rồi tới mình đi đâu vậy? Orlando hả? Ủa đi qua Orlando chi? Đi qua Orlando lãnh cái này nè ba. Nhiều cái lắm. Mà lúc đó anh chưa có cái này. Anh miêu tả cho nó, ta sẽ lãnh những cái cúp này nọ, top one này nọ kia, lỡ là nổi nó luôn. Đó. Xong rồi cái nó để nó đẩy gọn như tổng hợp này cho anh. Rồi nó bỏ vô cái vali của anh rồi xong rồi nó ok good to go. Xong cái nó go bà mẹ gì đóng quần xì của tao mày quăng ở đây mày không lụm vô đi. Thằng này nó khôn sao nó biết quần xì mặc rồi mấy em. Nó bươi ra được mà nó không bỏ vô được. Tao mắc cỡ nhất là cái đó, anh nói thiệt anh mắc cỡ anh quê nhất cái đó đó. Cũng hên là anh mặc toàn là CK không đó nha. Gặp mấy thằng khác mà nó mặc đồ cũ mà đâu lủng chắc không có đổi quần đi luôn á chứ thiệt á. Hên á là chơi là toàn là CK không mà nè. Thôi má tao bị đề bọt một lần rồi. Tức là xí cây không đó má. Nói chung là cũng tự hào. Không biết nói sao nữa mấy em. Không biết nói sao nữa. Nói chung là giờ cái tình huống nó diễn ra như vậy á, thì anh thấy cái đó là một cái memory. Nó cũng mắc cười. Thật sự á, nó cũng gọi là nó có cái gì đó nó tiếu tiếu. Mà có cái gì đó nó mắc cười. Mà có cái gì đó nó hài hài đó. Từ đó chúng ta hiểu được mấy ông nội hải quan bên Mỹ khó quá, đúng không? Có những cái vấn đề này nè, anh đem về Việt Nam thì đâu có bị gì đâu, nhưng mà ở bên Mỹ nó gặp này gặp kia rất là nhiều. Nên nói chung là anh bị dịnh hai lần. Lần đầu là cái hũ này của nó, lần thứ hai cũng là cái hũ này của nó. Đó, thế thôi. Thì các em á, các em mà có đi qua Mỹ á, thì các em cũng nên bỏ mấy con quỷ này trong hành lý ký gửi đi cho nó khỏi hỏi han phiền hà. Đó. Rồi các em cũng có mấy cái cúp, mấy cúp này bỏ trong đó lỡ mất sao 3 triệu thôi chứ thiệt luôn á. Cái này chắc nó nghi là kim loại hay sao, này đâu phải kim loại đó ta. À chắc nó nghi cái này đập vô chết người. Nó nghi cái này đập vô đầu cái sạch sọ. Vậy thì lên máy bay mà lỡ anh Di nổi máu điên lên, anh Di cầm cái này anh Di đập người ta. Chắc vậy quá men. Hay là nó có góc cạnh này đâm chết người. Nói chung cũng chả hiểu nữa. Nhưng mà thôi, nói chung giờ là nói thẳng luôn. Anh làm cái video này á là anh kể là phụ mà anh nổ cái lời chính. Đó, anh nổ là anh có cái này. Cái này là ở bên Cali tặng nha. Đó, cái này á nó được gọi là một cái danh dự. Nó phản ánh cái quá trình mà gọi là kinh doanh thành công của Sam với BBT. Sam nó cua anh, nó thiệt có một năm trời mới chịu. Anh kể cho anh nhiều lần rồi. Thằng Sam nó lên mạng nó thấy BBT nổi tiếng á, vô cua anh một năm trời anh mới chịu. Đây Sam thì tiện đây anh nói luôn, Sam thì nó có 3 dòng sản phẩm chủ lực, 3 dòng mà gọi là ngon nhất của hãng luôn rồi đó. Đó là dòng Titanium Isolab, là một loại quay mà ratio rất là cao. Ratio này cao lắm em, quay hydrolyte một liều dùng 30g mà tới 27g protein,
thì cái dòng cái thằng quay này là một trong những quay mà tinh khiết nhất và có label đẹp nhất của BBT phân phối nha. Tinh khiết nhất và có label đẹp nhất của BBT phân phối. Còn tất nhiên những hãng khác nó có những thế mạnh khác. Còn đây, thằng này là Matte Effect. Matte Effect này thì nó tăng cân rất là ngon, rất là ok. Mà cái Matte Effect đặc biệt là cái thành phần cáp của nó rất là đỉnh, rất là đỉnh. Tất cả những dòng matte của BBT phân phối thì mỗi thằng nó đều có một thế mạnh, thế yếu khác nhau. Matte Effect nó rẻ, nó 20 lần dùng. Mà cái cáp của nó là cực xịn. Cái cáp của nó là cáp natural, cáp đến từ những cái loại mà đậu tinh hoa đó mấy em. Đậu tinh hoa và gạo tinh hoa. Đó, có artiso nữa. Và cái sản phẩm thứ ba là raw fusion, là protein thực vật. Cũng rất là tốt nhưng mà rất tiếc là hết hàng rồi. Ngày mai ngày mốt nó về nha mấy em. Ủa mày chỉ ở đâu à? Có hàng luôn hả? À đây. Mày gành dữ ta. Thằng này chắc vô phòng tao ăn trộm nhiều lắm em. Thề luôn. Thằng này chắc vô phòng tao ăn trộm xiền luôn. Nó biết tao với học bàn có hủ ro nữa. Mày ăn gì tao lại mày. Bởi vậy mốt cái công ty BBT mà có mất gì kiếm gì phan nha mấy em. Ông mới nói này raw fusion. Nó không đỉnh đâu. Hàng này là hàng thực vật. Nhìn cái mẫu mã nó màu xanh nè. Thiết kế nó chuyên vào màu xanh. Cái loại này cũng rất là tốt. Không còn quảng cáo nhiều. Ở đây thì không có phải là chương trình quảng cáo. Đó. Nhưng mà thằng San nó phân phối cho 100+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó. Thì BBT nằm trong 1 trong 10 nhà phân phối lớn nhất của hãng. Lớn nhất của hãng nha. Đó. Nè, 1 trong 10 này, top 10. Top 10 không biết là top nhiêu nữa, không lẽ số 10 thiệt ta. Đó, thật sự thì cái này nó làm cho anh bất ngờ quá. Anh biết là anh chỉnh đàng hoàng rồi, top mấy mà ghi đàng hoàng có ba. Ồ, mấy số mấy thì ghi mẹ nó đi, giống như Nutrack nè, số 1 thì ghi số 1, số 2 thì ghi số 2. Còn bây giờ mày ghi top 10, ai biết tao nằm số mấy. Đó, nên cái này là cái lỗi lầm của ban tổ chức. Không có set up kỹ cái chương trình tặng quà. Khi mà sau khi anh đi ăn nhậu với Matt xong á, Matt là CEO của Sam. Đó, nó đãi anh ăn sushi. Bữa đó nó dài đãi ăn sushi, ngày quái phái phim GRB hay gì. Biết nữa nó đãi ăn sushi. Ở Cali mà này, ở Cali, vô Cali ngại lắm. Nói ăn Việt Nam mi food không? Nó biết ăn Việt Nam mi, nó hỏi mày nhớ nhà chưa? Nó nhớ khỉ gì nhớ nhà. Hỏi ăn Việt Nam mi food không? Nói thôi. Ông mà tao Việt Nam qua tặng món Việt Nam tao ngán mày. Mà tao cũng ngán người Việt Nam bên Mỹ luôn nè. Thôi mày dẫn tao chỗ nào mà không có người Việt Nam đi. Nói vậy hả? Qua ăn món Mỹ không? Tao coi phim tao cũng ngán Mỹ luôn rồi. Thì món nào giờ? Món Mỹ có không? À, nó dẫn đi ăn món Mỹ. Món Mỹ có gì đâu, có thịt với steak thôi gì đâu. Mà lúc đó anh đi là khoảng chừng 2 giờ trưa. Nó chạy anh trên chiếc xe Tesla đó. Lúc đó là tính nó là mượn chạy rồi. Nó chạy xe Tesla, nó chở anh đó. Lần đầu tiên đi xe Tesla luôn. Có nó chạy cái xe Tesla xe điện đó, mình thấy nó ngộ ngộ để em hỏi, sợ mình ngu. Nó mới ngại mày. Tới hỏi chạy xe gì cũng kỳ. Nè, mà hên nó hỏi anh chạy xe gì trước. Cái anh nói anh tao chạy nhà tao có 2 Mercedes. Nói Mercedes gì vậy? Nó Mercedes S. Là nó nghe ghê rồi. Hỏi xe mua nhiêu tiền. Nó nói xe tao mua 300,000 đô à. Cái gì? Crazy. Đồ mà crazy ride. Giá khùng hả? Nó không, Việt Nam tao không vậy đó, tao chịu thôi chứ giờ sao giờ. Việt Nam tao có xe tao 300,000 đô. Nó nói thôi, cái quốc gia khùng điên gì. Nó nghe nó sợ luôn em. Mà tao cũng sợ luôn mà. Tao thật sợ luôn thiệt đó, giá xe hơi Việt Nam nó cũng điên sao không bàn nữa nha. Đó, xong rồi cái trước khi về nó nói là Duy Nguyễn ơi nán lại, tao có gift for you. Thì gift for you là cái gì đem hộp ra. Tao tưởng nó hộp sô-cô-la không ông nội. Thường thường mấy thằng Mỹ đó tặng sô-cô-la lắm. Ai ngờ nó đem ra tặng gift này. Xúc động quá, rồi chụp hình với nó ăn tắm. Đó, đưa hình nó lên luôn nha. Xúc động quá chụp hình đường tắm, đây rồi, gift for you. Rồi thôi. Thì nói chung là anh cũng làm một cái video chia sẻ ngắn gọn thôi mấy em. Rồi rồi thì mấy em đem giùm anh chưng 2 cúp này xuống dưới để nổ em dưới phòng lễ tân rồi đó. Chưng lên cho anh em nó mượn chụp hình. À cho mấy thằng sale nó mượn chụp hình nó nổ trước đi. Đó, rồi thôi video cũng chắc nó khép lại đây đi. Còn cái chiến lược của San trong năm tới như thế nào á thì vẫn duy trì những sản phẩm phục phẩm cũ và có thể phân phối thêm những sản phẩm mới. Đó, đẳng cấp hơn, tốt hơn. Chiến lược nó rõ ràng hơn, khuyến mãi nhiều hơn. Tại vì đi xa anh về, thăm bằng xa anh về nên mua thằng này tặng luôn thằng kia. Đa chương trình hot sale, thằng này tặng nè, thằng này tặng quà, nói chung là giờ
cũng là một cái cách để ca để gọi là fan nó cảm ơn thị trường Việt Nam. Thì thôi kệ nó, anh chị em đã ủng hộ được 3-4 năm rồi, cũng đã mua 4-5 bịch mát rồi, thì giờ thôi mua tặng thêm vậy đó mà. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nói chung video chia sẻ rất thật, rất vui thôi, chứ cũng không có cái ý gì vậy các bạn. Cũng không phải là lên án này máy bay bên Mỹ nó vậy vậy kia kiểu. Tất nhiên cuộc sống mày có trải nghiệm nó là cảm xúc thì chia sẻ thôi, chứ còn có thể là do lỗi mình, mình không quen thôi. Nói chung là lỗi của Duy, Mỹ không có lỗi nha các bạn. Đâu Mỹ đối tác của tao nên Mỹ không có lỗi. Mỹ không có lỗi nha, gọi là lỗi của mình. Lỗi của mình nha. Trời ơi, tao sợ lắm mấy ông nội đối tác hay vô coi video lắm mày ơi. Ông má ngồi ngồi chê hoài cũng kỳ đúng không? Thôi lỗi của mình. My mistake. My mistake là sai lầm của tôi. Bye bye, xin chào, kính chào. Cảm ơn. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.